Top những con bị ban, top 1 chủ tế. Top 2 chủ tế nhưng mà skin khác. Hay. Hay. Hay quá, thì không à... cãi được. Akaru nhá. Gì? Đây để em đọc cho. Là em với trong làm đỏ đúng không? Hunter nó còn gì em? Em sẽ ở nhà, em để cửa sổ nhà nhỏ, em cay một vòng về từ cổng sau về lại cái nhà lớn anh đói một vòng. Rồi lăn ván em chạy em. Làm sao mà mày từ thằng đó ra được tận nhà nhỏ vậy em? Thì ra em ra được, em tao em được rồi hôm nọ. Em không. Hơi bị em hơi bị ảo em trên rồi em... không cái này không em không ảo tưởng cái này bọn em trên nhiều Hunter là gì đúng kể cả Hunter là gì luôn không ok, okay. Tao chiều mày em, anh em... chiều chỉ còn mày em muốn anh đấm anh sẽ đấm còn mày chết thì được, anh sẽ chửi anh ghi điện luôn chị chữ L luôn thơ đóng được mà thơ cũng đóng được ừ đúng 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 đấy, ừ đúng 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 ừ đúng 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 rồi đó đúng rồi chị nhất chị chưa ấn cái điện không chịu nhớ điện nó vẫn dưới sao mà ở kia cái thằng này ừ nhớ ấn cái điện không chị điện nó thì nó zone chị ăn ý điện dễ hơn ờ à, không ở nhà nhỏ cũng ngon mà chạy vô cửa sổ có em đấm thì đó đấm mà chạy ra cái điện thì đó ồ thì đây chị tôi tính hết rồi nó rõ ràng chắc chắn đầu em chỉ ra nối điện mẹ kỹ năng có thể không có nhưng em xem thì thương người nhá ghê à còn hầm nhà nhỏ em phải ở đây đợi mấy cùng sau đi em ở đây đợi mấy cùng sau đi em anh nhập vào dưới điện thôi Hunter là quả anh chị quả dí chị rồi nha quả hộp rồi chắc chạy luôn á để mất 12 giờ dí chị luôn rồi 12 giờ nó có 12 giờ nha quả 62 tele hoặc 62 bling. Tao nghĩ đi ở nhà. Ừ, tao phải có mấy cổng gì. Ừ cũng được. Nói chung mệt quá. Gì cũng được. Đi ra đi mà. Để với quẩy kia. Rồi. Ăn con quẹ này thấy Aura khó chịu vãi. Nghe thông tin nha. Chị ra đang cai ở cái địa. Hầm nhà nhỏ. Hunter 12 giờ. Chị đẹp hết palette nghỉ đi nha. Thoải mái chị đầu game á. Miễn là chị đạp hết xong rồi chị đừng chết ở nghĩa địa là được. Không, chứ nghĩa địa nữa đạp hết là đi rồi. Hunter có bờ đi không? Cậu không ra. Ờ, cổng tele thiệt nè, mấy đứa. Thôi thì... Tính ra là em và anh Moon đeo danh nhiều nên là cầm cũng nhiều thì loại rồi. Chứ là cái này quái hết. Không được, khó lắm. Nó đặt cổng tele đấy, đi về, không có quay về nghĩa địa được. Thì nó, thì đừng treo nghĩa địa. Không chèo cái đấy đâu Kaido, không chèo cái đấy đâu. Không chèo cái đó mà mở đó, môn cứu giúp không em? Với kết quả này 12 hơi vô dụng bởi vì 12 sao anh em đắt được anh bị dí rồi môn ơi. Nó đi. Ok anh em biết rồi. Không nó về gì ghế gì ghế. Cứu chứ ơi, môn cứu chứ. Từ từ cứu ơi, giờ sớm quá mà. Môn có 6 không vậy? Có. Không một. Bây giờ chị chạy về đâu đây? Mày, tao nhớ mày rồi. Mày chết. Trời. Xin lỗi Moon. Ôi không kịp, em đứng để nó start. Cái điện. Ôi đàn. Ôi cả view. Không muốn nó tắt. Lô đen chứ đắt, lô đen. Nó quay cửa sổ khỏi á. Má, con quẹ. Điện là anh quay rồi. Anh quay mua cái gì đó phải lừa đen cho khi nó có để tele. Ừ đúng, coi anh bảo nó lừa làm gì cho tele được. Lại ném quả trúng mặt chị. Tele một cái là vô chỏng luôn. Nó nhiều quá em ai buồn vậy. Lừa đen là mẹ. Nhiều quá ai buồn. Chị vòng ra máy giữa map này Kaido, chị vòng ngược lại giữa map này Kaido này. Bên trái phải vậy? Bên trái nhà, bên nhà nhỏ bên phải, đó bên phải, đó bên phải. Bên trái, bên phải. Đang ngay cổng. Đó, đúng rồi. Anh đã hồi cổng mọi người. Yêu. Đúng rồi, dí chị ra tiếp đi, dí chết. Chị ra đi, đừng phải bóng tao, thì dàn là bạc. Kim Cương Châu bóng ngọc ngà, phải trái thì mày vòng tiếp vòng cái vòng đấy nữa. Phải rồi, ok. Ừ, vẫn vòng rồi, cái vòng đấy thôi, nãy giờ chị chạy cái vòng này thôi. Mày cái đánh phát là chị thoát được cái đấy của nó là được thôi, có gì đâu, đúng không? Chịu gì? Ôi dồi, mày lại còn bê bê. Ôi, nó có sợ má nó nữa. Ủa, kêu 12 giờ nãy giờ mà. Sợ đi nhẹ. Đập máy mấy đứa. Nhảy cửa sổ lại chị, cửa sổ. Em phải vẫn đập. Mấy đứa về lo lắm, quay cái cam đầu qua cái chạy.
cái cửa sổ có rồi, cái cửa sổ hết rồi. Người nó dí em, nó dí em để em tóc. Em thấy cái gì ở cửa sổ đây? Không được. Đánh. Bên này. Từ, không, bên này. Tao tao có skill rồi á. Skill như có vấn đề nữa. Để bắt mình. À chết rồi. Ơ, không thèm đánh mình luôn. Được. Ừ, không thèm đánh em luôn mà. Đây, đấm tiếp. Anh buôn gánh máy rồi. Em phải đi cứu anh. Thật sự là không được rồi. Okay. Em buôn gánh máy. Em cứu. Con nào gánh máu à đâu. Em. Đập máy. Rồi ok, hai anh đi cứu họ, đi cứu Bason. Ê, đúng rồi. Bason được máy. Cứu. Không dám tele đâu. Kịp, không dám tele đâu. Ui, anh còn hai quả. Máy như thế này là kịp rồi. Hướng này. Đừng cứ đang đứng sau lưng nó nha, đứng sau lưng nó xong hỏi tại sao anh đánh về. Ê, có ai thương em đưa em về quả được không? Không, đạp đi, không tele. Ở đâu ấy? Ơ, bắn anh chúng chỉ này. Bò chị đang bò. Không sách thì chết. Thấy hụt rồi. Ê, bò bù sáu đâu anh? Mày xong rồi đấy. Phải. Thôi farm đi, treo chị rồi. Anh để đánh hụt rồi. Nó đánh hụt rồi. Không có, nó bắt lùi vô cửa sổ đi. Thì sao nó hay rồi. Nó hay rồi, chịu thôi. Thôi về cổng sau. Anh cứ cổng trước luôn đi anh. Ê, đâu, đây không phải cổng sau. Cổng thảm đỏ đi anh. Ờ, nó quẹt hai cổng ấy. Có tí cổng thảm đỏ. Nó quẹt hai cổng thì nó chỉ tiên lên một cổng thôi, vẫn hòa. Em để đang kẹp giữa. Cứ mở đi, nó chỉ tiên lên một bên thôi mà. Nhưng mà hầm đâu ý. Tiên lên anh. Anh được hầm không có tầng đổ 1. Hầm nghĩa địa là thua. Hầm nghĩa địa à? Không, hầm cổng sau. Hầm đây, hầm nghĩa địa, hầm cổng sau. Hầm cổng sau. Lê. Anh buôn đập cầu đi, không phải lo, em thì có cách để em qua rồi. Bên này còn nguyên bãi mà. Nó quay. Lê. Ôi sao xong rồi đây. Một trận thắng. Ra rồi. Thế lưu anh chỉ trên trời lại lòi ra thằng nào để. Ở trên trời lòi ra. Cái cửa này không làm gì được đâu. Quả ông nổ. Đã quả ông. Ai cái cửa này. Thôi thua. Thua. Mày giỡn với bọn thầy nháy hầm hả mày? Lại giỡn với bọn thầy nháy hầm. Bạn đi các bạn. Anh mua lại em phút về đại không được 400% cross rồi, tao mấy trận thua. Vãi. Tao vừa bị bóp chết kìa mày. Đây. Chắc chưa đấy. Thích nhầm thôi làm gì căng. Căng. Đừng cho đợi bên chủ tế mắm này được. Chủ tế mắm nào cũng được hết á. Chỉ là tôi hiệu quả nó không cao bằng những mắm kia thôi. Nó rất là chơi được. Đấy, nguyên năng chơi thì vẫn chơi được nhưng hiệu quả thì không có rồi. Cao chứ không phải là không có. Chị lại bảo hiệu quả không có thì nó vấn đề á, không chỉ không cao thôi. Bố được chơi lắm. Chị chơi chắc được hầm nhá. Không check được hầm nhá. Thôi hầm sửa. Tính được mà con thư ký. Anh học lớp. Anh cài. Chị ăn được máy đâu ấy? À, chị ăn là ra thằng chị ra đó, chị ăn là ra thằng chị ạ. Nhìn ra đôi mắt thâm thương. Làm gì đâu có giấy mà xong. Bình tĩnh. Không được rồi. Giấy gì đây?
Goblin rồi nhá. Trời ơi, hai giấy bán nhá. Hai giấy bán đi. Hai giấy bán đã dùng hết hai cái của chị rồi. Hai giấy bán đi, không có khóa bán, không sợ đâu. Chị muốn chị có thể vào cửa, em cho con tí, cho chị về lại dưới map. Đau. Đau nha. Sưởng xong máy rồi kìa. Ok, chị cần đi. Hút 500 đi để chị chạy luôn, người khác nào. Cho bà ấy 500 luôn để chị chạy. Thì cứ chạy đi. Chạy. Được. Rồi. Rồi, 3,5 giây đây chị. Ô mẹ ơi. Qua đi chị đỡ cho bạn. Có bật linh rồi đi nhá. Anh tưởng có dây máy nhá. Dây máy để. Hay chị ơi, nước hoa của chị đâu? Không, 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 thế là được rồi, thế là được rồi. Thì hoa đâu em, nó đang đứng chờ sợ lại toán đấy. Lê Anh Huy ngại ngứa lại. Chờ anh cái bàn. Hầm ở nhà máy đấy, hầm ở nhà máy đấy. Em canh pallet cho chị này. Đâu, phải như thế. Anh là xin pallet rồi. Tỉnh. Nó tỉnh. Tao đứng rồi, đứng rồi. Đi em luôn rồi. Hưu nhau. Đây trước mặt chị, hưu nhau. Đứng im đi chị, đừng chạy nữa. Chết rồi.